Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi kênh youtube của chúng tôi. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Ngay sau khi Nga tiến hành kế hoạch quân sự ở Ukraine, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tìm cách xuống thang xung đột bằng con đường ngoại giao. Trong mùa hè đầu tiên kể từ thời điểm đó, ông Macron nói rằng điều quan trọng là không để Nga mất mặt và phải bảo đảm trật tự an ninh của châu Âu cũng như của Nga, nhưng từ năm ngoái, nhà lãnh đạo Pháp thay đổi quan điểm theo hướng cứng rắn hơn, có vẻ đang theo đuổi chính sách ngoại giao diều hâu. Tại một hội nghị ở Paris tháng trước, ông Macron nói rằng điều quân đội phương Tây đến chiến đấu với Nga ở Ukraine là điều không nên loại trừ. Ý tưởng này khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin giận dữ và các nước hậu thuẫn chính của Ukraine gạt bỏ. Sau đó, khi phát biểu tại Praha, ông Macron nói rằng châu Âu không thể hèn nhát khi đường đầu với Nga. Tuy nhiên, Paris ngày càng lo ngại về việc trở thành mục tiêu của chiến tranh hỗn hợp như tấn công mạng và lan truyền thông tin sai lệch mà họ cáo buộc do Nga gây ra. Trong khi đó, một bài bình luận trên nhật báo Le Monde của Pháp dẫn lời tham mưu trưởng lục quân Pháp, Pierre Skin, cho biết quân đội Pháp đã sẵn sàng. Ông viết, cho dù tình hình quốc tế có diễn biến ra sao, người dân Pháp có thể chắc chắn rằng binh lính của họ sẵn sàng ứng phó. Theo ông Skin, việc phô trương khả năng quân sự của Pháp sẽ giúp ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Pháp trong giai đoạn hiện nay, ông Macron đang muốn đẩy mạnh tầm nhìn của mình về quyền tự chủ chiến lược của châu Âu trước Washington, đồng thời chứng minh rằng châu Âu có thể hỗ trợ Kiev mà không cần trồng cậy Mỹ, nhất là trong bối cảnh ông Donald Trump có thể quay lại Nhà Trắng. Ông Macron liên tục cảnh báo các đối tác châu Âu rằng lập trường của Mỹ đối với Ukraine đã thay đổi và chính quyền của Tổng thống Joe Biden có thể chỉ là một quãng nghỉ, chứ không phải chính trị Mỹ trở lại bình thường. Đề xuất của ông Macron về việc điều quân đội phương Tây tới Ukraine bị hầu hết các đồng minh NATO bác bỏ, nhưng các quốc gia vùng Baltic như Estonia, Latvia và Litva vui mừng. Ông Mathieu Drouin, nghiên cứu viên về chương trình châu Âu, Nga và Á Âu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế nhận định, lập trường cứng rắn của ông Macron về vấn đề Ukraine, ít nhất về mặt ngôn từ, có thể nhằm xoa dịu khu vực phía đông lục địa. Dù ông Macron có làm như lời hùng biện của ông hay không, chắc chắn ông ấy đã lấy được lòng Đông Âu, Điều này có thể hữu ích cho các kế hoạch chiến lược của Pháp trong tương lai. Phát biểu trong chuyến thăm tập đoàn quốc phòng Orenco cùng các tham mưu trưởng quân đội, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecognu đã yêu cầu ngành công nghiệp quốc phòng Pháp sản xuất với cường độ nhanh hơn để đáp ứng nhu cầu của quân đội nước này và đảm bảo hỗ trợ lâu dài cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của pháo binh trong cuộc xung đột tại Ukraine và đặt mục tiêu sẽ sản xuất 100.000 quả đạn pháo 155mm trong năm 2024. Trong đó, 80% số đạn pháo này sẽ được chuyển giao cho Ukraine và phần còn lại sẽ được quân đội Pháp sử dụng. Người đứng đầu quân đội Pháp cho biết tập đoàn Orenco đang mở lại một nhà máy sản xuất thuốc pháo ở thành phố Begrac nằm về phía tây nam nước Pháp để giải quyết nhu cầu thiếu thuốc pháo trên thế giới. Nhà máy này dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm 2025 và mỗi năm sẽ sản xuất 1.200 tấn thuốc pháo, đủ để chế tạo 500.000 quả đạn pháo, phục vụ nhu cầu cấp bách tại Ukraine và cuộc đua tái vũ trang ở châu Âu. Tập đoàn Orenco hiện đã nhận được số đơn đặt hàng cho đến tận năm 2030. Một ưu tiên khác của Pháp trong thời gian tới là rút ngắn thời gian sản xuất tên lửa tầm xa Aster của tập đoàn Eurosam, một liên danh giữa Pháp và Italia đầu năm 2023, Paris đã đặt hàng 200 tên lửa Aster với tổng giá trị 900 triệu euro và theo lịch trình số hàng này sẽ được giao vào năm 2026. Trước đó, Pháp đã chuyển giao hàng chục tên lửa Aster cho Ukraine để tăng cường hệ thống phòng không. Để cải thiện kho vũ khí và sự trễ hẹn trong giao hàng, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecognu cho biết không loại trừ khả năng vận dụng điều khoản chương dụng phục vụ các cuộc xung đột trong luật chương trình quốc phòng mới được Quốc hội Pháp thông qua tháng 7 năm 2023. Điều khoản trưng dụng có thể sẽ được vận dụng để phục vụ nhu cầu của quân đội Pháp hoặc khi một quốc gia đồng minh xảy ra xung đột. Quân đội có thể trưng dụng nhân lực, hàng dự trữ hay cả các phương tiện sản xuất. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecognu cũng cho biết dù vấn đề trưng dụng chưa chính thức được thảo luận nhưng trong những tuần tới, chính phủ sẽ lên kế hoạch áp đặt hạn mức tối thiểu vũ khí dự trữ trong kho đối với một số tập đoàn quốc phòng, đồng thời yêu cầu đẩy nhanh tốc độ sản xuất và ưu tiên các đơn hàng quân sự trên nhu cầu dân sự. Trước đó, cuối tháng 1 năm 2024, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã yêu cầu nền sản xuất công nghiệp quốc phòng chuyển sang chế độ thời chiến với năng suất nhanh hơn và lớn hơn để duy trì hỗ trợ Ukraine. Trong một diễn biến liên quan, theo tờ Politico Ấn Bản Châu Âu đưa tin, những người phụ trách chuyên mục Playbook của báo đã trò chuyện với nhiều thành viên thuộc đảng của ông Macron từng giữ bữa tiệc tối hôm 20 tháng 3 ở Điện Elysee. Mặc dù hầu hết các cuộc thảo luận tập trung vào cuộc bầu cử nghị viện châu Âu sắp diễn ra, nhưng xung đột Nga-Ukraine cũng được đề cập đến. Một nguồn tin nhắc lại lời Tổng thống Pháp phát biểu tại sự kiện rằng Ukraine có thể sụp đổ rất nhanh. Đài RT đưa tin những lo ngại về nguy cơ Ukraine thua dường như dựa trên một số đánh giá bị dò dỉ của quân đội Pháp được tờ Marian đăng tải hồi đầu tháng 3 trong đó một báo cáo sau chiến dịch phản kích mùa hè của Ukraine kết luận các lực lượng Kiev không thể giành chiến thắng trong xung đột bằng biện pháp quân sự. Một báo khác mô tả trận giao tranh ở thành phố Adipka thuộc vùng Donetsk, miền đông Ukraine như cuộc tháo chạy của quân Kiev, khiến quân đội Pháp vô cùng lo lắng. Ông Macron đã thúc giục phương Tây tăng cường trợ giúp Ukraine sau khi một số công dân Pháp chiến đấu cho Kiev thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng tên lửa của Nga. Bộ trưởng quốc phòng Pháp Sebastian Lecornu và người đồng cấp Đức Boris Pistorius mới đây đã công bố những bước đột phá lớn trong hợp tác quốc phòng song phương khi cả hai nước sẽ chính thức bắt đầu phát triển xe tăng mới và sản xuất thiết bị quân sự ở Ukraine. Mục tiêu khám phá khả năng sản xuất xe tăng chung Pháp Đức đầu tiên đã được thống nhất giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức lúc đó là bà Angela Merkel vào năm 2017. Tuy nhiên trong một thời gian dài, nhiều chuyên gia vẫn còn nghi ngờ liệu việc phát triển xe tăng thế hệ tiếp theo theo kế hoạch được gọi là hệ thống chiến đấu mặt đất chính MGCS có được hiện thực hóa hay không vì nó bị mắc kẹt trong giai đoạn ban đầu do những bất đồng phức tạp giữa nhà sản xuất và chính phủ hai bên. Đến nay, dường như các cuộc đàm phán quan trọng về phân công nhiệm vụ giữa Pháp và Đức đã được giải quyết. Xe tăng này được cho là sẽ thay thế các xe tăng Leopard cũ của Đức và Leclerc của Pháp là dự án công nghiệp vũ khí lớn thứ hai giữa hai nước. Bên cạnh tham vọng chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo có tên là FCAS, ông Pistorius nói với các phóng viên ở Berlin cuối tuần qua sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Pháp. "Hôm nay chúng tôi đã đạt được bước đột phá, không quá lời khi mô tả đây là một dự án mang tính lịch sử đối với một dự án như thế này." Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói thêm, "Chúng tôi đã đồng ý về việc phân công tất cả các nhiệm vụ cho dự án lớn này, nhưng từ chối đi vào chi tiết về việc bên nào sẽ sản xuất những bộ phận cụ thể, điều đã gây tranh cãi ngay từ đầu." Theo ông Pistorius, sự phân công nhiệm vụ chính xác sẽ được công khai như một phần của biên bản ghi nhớ chung dự kiến sẽ được ký vào ngày 26 tháng 4 tới tại Paris. Ông tiết lộ rằng nó sẽ phản ánh sự phân chia như của chương trình máy bay chiến đấu chung FCAS, nơi Pháp đang dẫn đầu. Mục tiêu của hai bộ trưởng là quân đội Pháp và Đức sẽ đưa ra một tài liệu mang tính khái niệm về các yêu cầu công nghệ kịp thời cho cuộc gặp song phương tiếp theo vào tháng 9 năm nay tại Pháp. Ông Pistorius gọi đó là kết quả của sự hợp tác thường xuyên giữa Paris và Berlin và là vấn đề của ý chí. Về phần mình, Bộ trưởng Lecointe ghi nhận mối quan hệ tuyệt vời giữa hai bên liên quan đến thỏa thuận trên. Ngoài xe tăng chiến đấu thế tiếp theo, MGCS sẽ bao gồm các yếu tố như hệ thống phòng thủ chống lại máy bay không người lái và vũ khí dẫn đường dựa trên các thỏa thuận không chính thức giữa Tổng thống Macron và Thủ tướng Olafson từ cuộc họp tam giác Weimar ở Ba Lan gần đây hai bộ trưởng quốc phòng của Pháp và Đức cũng trình bày một kế hoạch cụ thể để bắt đầu sản xuất thiết bị quân sự ở Ukraine. Theo ông Le Conu, KNDS, tập đoàn quốc phòng Pháp, Đức sẽ mở một công ty con ở Ukraine. Nhà máy mới sẽ tập trung vào việc nâng cao trình độ chuyên môn của Ukraine và sản xuất các bộ phận thay thế cho thiết bị và đạn dược cho lực lượng trên bộ của Pháp và Đức. Hiện Ukraine đang phải vật lộn với việc bổ sung nguồn cung cấp đạn dược. Điều đó đã hạn chế nghiêm trọng khả năng phòng thủ của nước này trước các cuộc tấn công từ Nga. Ông Le Cognu nhấn mạnh sự hiện diện của KNDS, công ty cũng sản xuất đạn dược, sẽ cải thiện hậu cần và độ tin cậy trong việc bổ sung nguồn cung trong dài hạn. Nhà sản xuất quốc phòng Đức Rheinmetall trước đó đã công bố thành lập liên doanh đầu tiên ở Ukraine để sản xuất đạn dược vào đầu năm nay. Hãng tin tắt của Nga dẫn thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga viết, trong 24 giờ, các lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện tấn công binh sĩ và khí tài quân sự của Ukraine ở 114 khu vực bằng vũ khí tầm xa trên biển và trên đất liền có độ chính xác cao, cùng máy bay không người lái UAV nhằm vào các trung tâm đưa ra quyết định của cơ quan an ninh Ukraina SBU, toàn bộ các mục tiêu đã bị đánh trúng. Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố, quân đội Nga đã thực hiện 49 cuộc tấn công trả đũa bằng vũ khí chính xác, trong đó có cả tên lửa bội siêu thanh kim gian. Để đáp trả vụ lực lượng Ukraina pháo kích vào các khu vực đông dân cư của Nga và cố xâm nhập lãnh thổ Nga, truyền thông Ukraina cũng đưa tin một số vụ nổ xảy ra ở các tỉnh Kharkov, Odessa Dnepropetrov và Poltava. Theo ông Vladimir Rogov, quan chức tại tỉnh Zaporizhia do Nga bổ nhiệm, vị trí đóng quân của SBO và một kho đạn tại tỉnh Odessa chúng đòn tập kích. Một nguồn tin tại Kharkov cho biết, Nga còn tấn công căn cứ của lữ đoàn xung kích Liut Út của cảnh sát Ukraine cùng trường đào tạo lính tăng thiết giáp tại tỉnh này. Trước đó, trong ngày 25 tháng 3, quân đội Nga đã phá vỡ phòng tuyến của quân đội Ukraine ở phía tây bắc Vrbov thuộc khu vực Zaporizhia và tiến thêm được 2 km Ông Vladimir Rogov, chủ tịch phong trào We Are Together with Russia cho hay, đồng thời nhấn mạnh đây không phải thành công duy nhất của quân đội Nga theo hướng Zaporizhia. Quân đội của chúng tôi đã xuyên thủng phòng tuyến của quân đội Ukraine ở tây bắc Vrbov và tiến được 2 km. Họ đã kiểm soát được ít nhất 5 thành trì. Ngoài ra, đối phương đã chịu tổn thất nặng nề về lực lượng. Theo ông, một số thành công đã đạt được ở tây bắc Rabotino. Tại đây, quân đội Nga đã cải thiện các vị trí của mình họ cũng tiến công được một chút gần staromaioske mặt khác về phía ukraina hải quân ukraina gần đây cũng đã phóng tên lửa chống tàu đổ bộ của nga ở Crimea. tổng cục tình báo quân đội ukraina gur sau đó cho biết cuộc tấn công đã làm thủng một lỗ lớn ở trên bong tàu yaman khiến nó bị nghiêng với bên phải gur cho hay lực lượng nga đã liên tục bơm nước ra ngoài để giúp con tàu không bị chìm cũng trong bức ảnh được chuyên trang quân sự gua của mỹ phân tích một tàu đổ bộ hạng nặng đề án 775 của Nga đang nâu đậu, bên cạnh là vết cháy xém trên cầu cảng, nhiều khả năng do tên lửa hành trình lao xuống. Chiếc còn lại được tàu kéo hỗ trợ di chuyển ở khu vực cạnh ụ nổi cỡ lớn, nhưng không rõ có bị hư hại hay không. Theo hãng tin Sputnik, trong đoạn video được Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố, dàn trực thăng của không quân Nga tấn công vào các vị trí của đối phương với sự hỗ trợ của tên lửa F-8. Sau đó các phi công Nga còn thực hiện thao tác chống tên lửa bằng cách sử dụng tổ hợp phòng thủ trên máy bay và quay trở lại sân bay an toàn. Nhóm tấn công của Nga bao gồm các trực thăng tấn công K-52 và Mi-35M cùng với một máy bay chiến đấu đa năng Mi-8. Không quân Nga đang chịu trách nhiệm loại bỏ xe bọc thép của Ukraine, ngăn chặn đối phương vận chuyển binh sĩ và hàng hóa quân sự, cũng như hỗ trợ trên không cho các đơn vị mặt đất của Nga làm nhiệm vụ. Chia sẻ với tờ Business Insider, sĩ quan dự bị kiêm blogger người Ukraine có tên là Tatarigami UA từng nhận định cả trực thăng K-52 và Mi-28 của Nga hiện vẫn là mối đe dọa đáng kể đối với các lực lượng Ukraine trên tiền tuyến. Cũng theo blogger này, việc các trực thăng Nga sử dụng tên lửa không đối đất và tên lửa chống tăng sẽ mở rộng phạm vi hoạt động vượt ngoài tầm bắn của hệ thống phòng không tầm ngắn của Ukraine. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Anh cũng cho biết Nga đã tăng cường sử dụng các trực thăng tấn công và chúng trở thành một trong những vũ khí có ảnh hưởng lớn nhất ở vùng xung đột Ukraine. Ở một diễn biến khác, theo Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB Alexander Bonnikov, người đứng đầu Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine GUR Kirill Budanov nên được đưa vào tầm ngắm của quân đội Nga. Điều này nên được áp dụng đối với bất cứ ai phạm tội chống lại nước Nga. Tháng 12 năm ngoái, một tòa án ở Moscow đã ra lệnh bắt giữ ông Budanov sau khi GUR bị cáo buộc đứng sau chủ mưu hơn 100 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự của Nga. Ngoài ra ông Budanov cũng nhiều lần công khai ủng hộ các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Ông Budanov ban đầu gọi các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga là do các nhóm bán vũ trang chống điện Kremlin. Tuy nhiên sau đó lại thừa nhận các hoạt động tấn công bằng UAV là do Ukraine tổ chức. Ông này nhấn mạnh, những kẻ phạm tội chống lại Nga và công dân Nga đều là mục tiêu hợp pháp. Khi được hỏi FSB tại sao chưa có động thái tiến hành bắt giữ đối với những mục tiêu đó, người đứng đầu FSB trả lời rằng khả năng này vẫn sẽ diễn ra trong tương lai. FSB ban đầu xác định ông Budanov là kẻ chủ mưu đánh bom cầu Krem vào tháng 10 năm 2022. Vụ tấn công liên quan đến một thiết bị nổ cực mạnh được một tài xế xe tải di chuyển qua cầu Krem. Tài xế này và bốn người khác trong một chiếc ô tô gần đó đã thiệt mạng trong vụ nổ. Ngày 26 tháng 3, tòa án Moscow cũng ban hành lệnh bắt giữ một quan chức an ninh hàng đầu khác của Ukraine, ông Vasily Maliak, người đứng đầu cơ quan an ninh nội địa SBU của Ukraine. Ông Maliak hiện cũng bị buộc tội chủ mưu vụ tấn công cầu Krem. Tháng 8 năm 2023, ông Maliak đã nhận trách nhiệm về vụ việc, đồng thời khẳng định ông đã đích thân lên kế hoạch cho chiến dịch. Trong cuộc phỏng vấn tại National Marathon vào tối 25 tháng 3, ông Vasin Maliuk, lãnh đạo cơ quan an ninh Ukraine SBU nhấn mạnh rằng hiện tại Nga đã hoàn toàn không còn sử dụng cầu Crimea để cung cấp vũ khí và phương tiện tới chiến trường Ukraine sau khi cây cầu bị hư hại do hàng loạt vụ tấn công của Kiev gần đây. Người đứng đầu SBU cho biết, trước khi chúng ta tấn công cầu Crimea thành công, có 42 đến 46 chuyến tàu chở vũ khí và đạn dược thường đi qua đó trong một ngày. Ngày nay chỉ có 4 đến 5 chuyến tàu mỗi ngày, 4 chuyến chở hành khách và một chuyến chuyên chở sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng nói chung. Cầu Crimea hay còn gọi là cầu Cớt được Nga xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2018 sau khi Moscow sắp nhập bán đảo Crimea. Kể từ khi xung đột toàn diện giữa Nga và Ukraine bùng nổ, cầu Crimea đã trở thành tuyến đường huyết mạch để Moscow vận chuyển vũ khí, đạn dược và binh sĩ tới chiến trường Ukraine để phá hủy tuyến đường tiếp tế huyết mạch của Nga, Ukraine đã nhiều lần nhắm mục tiêu tấn công vào cầu Krum. Cây cầu được cho là đã bị hư hại nặng sau các cuộc tấn công lớn, táo bạo bằng máy bay không người lái và xuồng không người lái tự sát của Ukraine vào tháng 10 năm 2022 và tháng 7 năm 2023. Theo ông Maliuk, Nga hiện đang nỗ lực khôi phục hoàn toàn cây cầu này. Người đứng đầu SBU nhấn mạnh, khi họ khôi phục lại cây cầu, có lẽ họ sẽ lại bắt đầu vận chuyển đạn dược. Khi đó, trên thực tế, chúng tôi sẽ một lần nữa gửi thông điệp xin chào tới họ, ám chỉ sẽ tiếp tục tấn công cầu Crimea nếu Nga nối lại việc vận chuyển đạn dược, vũ khí thông qua tuyến đường này. Trả lời câu hỏi liệu có khả năng phá hủy hoàn toàn cầu Crimea hay không, người đứng đầu SBU tự tin cho biết, tất nhiên, chúng tôi có khả năng đó. Trong diễn biến có liên quan, tờ Telegraph Anh dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow lên kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt dài hơn 720 km tới Crimea. Phát biểu với những người ủng hộ, Tổng thống Putin cho biết ông sẽ đảm bảo tuyến đường sắt mới sẽ sớm đi vào hoạt động. Ông nói, tôi vừa được thông báo rằng tuyến đường sắt ở Rostov-on-Don của Nga đến Donetsk, Mariupol và Berdyan đã được xây dựng lại. Theo ông Putin, Nga sẽ tiếp tục công việc này và sắp tới các chuyến tàu sẽ đi đến Crimea. Đây là một tuyến đường thay thế khác ngoài cực Crimea, đồng thời khẳng định việc xây dựng tuyến đường sắt sẽ làm cho chúng ta thực sự mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, ông Putin đã không tiết lộ chi phí của dự án là bao nhiêu. Không rõ có bao nhiêu công việc đã được thực hiện trên tuyến đường này. Chi tiết về tuyến đường sắt đó lần đầu tiên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông Nga vào cuối năm ngoái. Các quan chức Nga ca ngợi những lợi ích kinh tế và quân sự tiềm tàng của kế hoạch này. Người đứng đầu Zaporizhia do Nga bổ nhiệm, Zevgeny Palitsky cho biết, bằng cách xây dựng một tuyến đường sắt, chúng tôi sẽ giải quyết được các vấn đề quân sự. Và quan trọng hơn, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề xuất khẩu ngũ cốc, quặng sắt, than đá và các mặt hàng khác. Ông Balitsky cho biết tuyến đường sắt mới được Tổng thống Putin đề cập sẽ đi theo hướng khiến nó bị ít ảnh hưởng bởi pháo kích của Ukraine hơn. Ông Balitsky cho biết công việc xây dựng tuyến đường sắt dự kiến hoàn thành vào cuối mùa hè. Thiếu tá Dmitro Pletenchuk, phát ngôn viên Hải quân Ukraine cho biết lực lượng Hải quân nước này đã phóng tên lửa Neptune nhằm vào tàu đổ bộ Konstantin Olshansky vài ngày sau khi tuyên bố tập kích hai chiến hạm Nga ở Crimea. Đại tá Pletenchuk tuyên bố đòn tập kích đã làm hư hại con tàu và lực lượng Ukraine đang xác định mức độ tổn thất. Ông cho hay chiến hạm này chưa sẵn sàng chiến đấu trước khi vụ tập kích diễn ra. Ông Pletenchuk nói, tàu Konstantin Onshanki neo đậu ở vịnh Sevastopol trong suốt 9 năm, chủ yếu để Nga tháo phụ tùng. Nga sau đó nhận ra họ thiếu hụt tàu đổ bộ đề án 77 năm, do đó quyết định khôi phục con tàu. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin mà Hải quân Ukraine đưa ra. Hải quân Ukraine không còn chiến hạm nào và quy mô của quân chủng này bị thu hẹp. Họ nhiều lần tấn công chiến hạm và hạ tầng của hạm đội biển đen của Nga bằng tên lửa diệt hạm, xuồng cảm tử và các nhóm biệt kích. Các đợt tập kích của Ukraine khiến hạm đội biển đen của Nga phải di chuyển một phần khỏi căn cứ ở Sevastopol, bán đảo Crimea. Tuy nhiên, hải quân Nga vẫn tiếp tục cản trở luồng thương mại trên biển của Ukraine và phóng tên lửa tập kích nước này từ biển đen. Vụ tập kích trên diễn ra vài ngày sau khi quân đội Ukraine tuyên bố đánh trúng hai tàu đổ bộ cỡ lớn Azov và Yaman cùng thuộc đề án 77 năm của Hải quân Nga neo đậu tại Sevastopol. Theo ước tính, tầm bắn hiện tại của tên lửa chống hạm Neptune là khoảng 300 km. Khoảng cách này mang lại cho Ukraine khả năng tấn công mạnh mẽ, nhưng không tạo ra những đòn tấn công ở sâu ở những vùng lãnh thổ có thể ảnh hưởng đến hiệu quả chiến đấu của Nga trên tiền tuyến. Theo Eurasian Times, Ukraine đang phát triển một phiên bản mới của tên lửa chống hạm Neptune, đặt theo tên của Thủy thần trong thần thoại La Mã, cho phép loại vũ khí này tấn công các mục tiêu ở khoảng cách lên tới 400 km, có thể nằm sâu trong lãnh thổ Nga và vượt xa tiền tuyến. Vào tháng 8 năm ngoái, Ukraine đã sử dụng tên lửa Neptune để phá hủy hệ thống tên lửa đất đối không S-400 của Nga. Điều này đánh dấu việc tên lửa Neptune được sửa đổi cho vai trò tấn công trên bộ, phù hợp với thông lệ chung là tái sử dụng tên lửa chống tàu hoặc tên lửa phòng không để sử dụng tấn công trên đất liền. Ukraine có thể điều chỉnh hệ thống dẫn đường và tìm kiếm mục tiêu của tên lửa Neptune ở phần mũi. Các thiết bị tìm kiếm khác nhau được sử dụng cho các địa hình khác nhau, chẳng hạn như trên bộ, trên không và trên biển. Để phá hủy tàu Moscow vào tháng 4 năm 2022, Ukraine cũng đã bắn hai tên lửa R-360 Neptune từ bờ biển giữa Nikolaev và Odessa. Vào thời điểm đó, Ukraine sử dụng máy bay không người lái TB-2 Bayraktar của Thổ Nhĩ Kỳ để quan sát, đánh lạc hướng và chuyển sự chú ý của tàu Moscow đây là một cuộc tấn công tương đối đơn giản vì tên lửa đang tấn công một mục tiêu xác định và địa hình trên biển. Trong khi đó, việc kết hợp tìm kiếm với định vị vệ tinh giúp tên lửa phân biệt mục tiêu gây cản trở với các mục tiêu tấn công trên mặt đất. Lux, nhà phát triển tên lửa Neptune của Ukraine, đã lắp đặt thiết bị đầu cuối GPS trên tên lửa giúp nó có khả năng tấn công mục tiêu trên mặt đất ngay từ đầu. Cuộc tấn công bằng tên lửa Neptune và hệ thống f 400 của Nga giữa tháng 8 vừa qua có thể được kết luận là được thực hiện sau lần sửa đổi tên lửa này. Việc mở rộng phạm vi tên lửa Neptune thêm hơn 5m có thể liên quan đến việc tăng chiều dài thêm vài mét và có khả năng mang theo nhiều nhiên liệu bên trong hơn. Điều này cho phép tên lửa phóng xa hơn 300km. Vì vậy, với sự cải tiến gồm thiết bị tìm kiếm, khả năng dẫn đường và phạm vi mở rộng mới, tên lửa Neptune có thể tấn công ở khoảng cách từ 300 đến 400km. Khoảng cách này có thể cho phép Ukraine vươn tới bất cứ mục tiêu nào trên bán đảo Crimea, thậm chí tiến sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Sau khi hạm đội Biển Đen hứng chịu tổn thất nhất định trước các đòn tấn công của Ukraine, Hải quân Nga đang gia tăng nỗ lực bảo vệ các tàu còn lại của mình, bao gồm việc gắn lồng bảo vệ lên nóc tàu ngầm và áp dụng chiêu nghi binh đánh lửa UAV đối phương. Cụ thể, tàu ngầm tên lửa đạn đạo hạt nhân lớp Delta 4 của Nga, Tula, có dấu hiệu được gắn thêm một lớp giáp bảo vệ, còn gọi là lồng chống đỡ, ở trên đỉnh tháp chỉ huy. Nhiều nguồn tin đồn đoán rằng động thái này có thể là nhằm bảo vệ tàu trước một đòn tấn công tiềm tàng từ máy bay không người lái UAV. Người ta lần đầu tiên thấy giải pháp được cho là để chống UAV nói trên trong một chương trình phát trên kênh truyền hình nhà nước Russia 24, tức Nga 24. Đóng quân tại cảng ở Gazievo, thuộc tỉnh Murmansk của nước Nga, tàu tu la này thuộc hạm đội phương Bắc của Hải quân Nga. Lồng bảo vệ còn được gọi bằng những cái tên như giáp thanh, giáp lồng, giáp chống đỡ là một biện pháp phòng thủ được áp dụng cho các xe quân sự hạng nặng nhằm giảm tác động từ vũ khí chống tăng nổ mạnh, hit Loại lồng này lần đầu tiên được thấy trên nóc các xe tăng T-80 của Nga vào cuối năm 2021. Nga đã mở rộng việc sử dụng cách này để bảo vệ xe tăng, trọng pháo và xe quân sự trước các UAV tấn công. Thứ vũ khí được Ukraine sử dụng với tần suất cao chưa từng có tiền lệ trong năm 2023 vừa qua. Ukraine cũng dùng cách thức đó để bảo vệ các vũ khí khí tài của chính mình trong cuộc xung đột vũ trang với Nga. Tuy nhiên, dường như đây là lần đầu tiên thiết bị bảo vệ như vậy được đặt lên một tàu hải quân. Điều này minh chứng các mối đe dọa ngày càng tăng của UAV nói riêng và thiết bị không người lái nói chung đối với hải quân Nga, tương tự như với lục quân Nga. Phó đô đốc đã nghỉ hưu của hải quân Ấn Độ, Shekha Shinha nhận thức rõ về điều này khi ông nói rằng, đó là cơ chế bảo vệ để ngăn ngừa bom do UAV thả xuống hải cảng. Mặc dù Nga chưa chính thức thừa nhận bước phát triển mới này, các cựu binh và chuyên gia quân sự kỳ cựu đã nhất trí rằng cấu trúc phụ này được gắn bên trên tàu ngầm để bảo vệ tàu trước các vật liệu nổ được thả từ UAV. Phó Đề đốc Ấn Độ Jai Singh, một thủy thủ tàu ngầm kỳ cựu của Hải quân Ấn Độ, nhận định với tờ Eurasian Times, rõ ràng những thứ này là để bảo vệ những người ở trong buồng lái trước các đòn tấn công bằng UAV. Chúng vốn áp dụng cho xe tăng, nhưng đây là lần đầu tiên người ta thấy chúng trên tàu ngầm. Dù sao tàu ngầm cũng không trồi quá nhiều trên mặt nước trừ phi ở trong cảng. Một số nhà quan sát quân sự thì nhận xét rằng kết cấu trên có thể được gắn lên tàu ngầm để che nắng hoặc thực hiện một số chức năng khác. Nhất là khi tàu ngầm không nằm trong hạm đội biển đen ở Crimea, nơi thường xuyên bị Ukraine tấn công từ xa trong thời gian qua. Thị trấn Gazievo cách tiền tuyến nga Ukraine khoảng 1.600 km và dường như nằm ngoài tầm với của UAV cảm tử tầm xa của Ukraine. Hơn nữa, không có chỉ dấu nào cho thấy tàu ngầm được gắn giáp bảo vệ như vậy sẽ được chuyển giao cho hạm đội Biển Đen và đưa ra mặt trận chống Ukraine. Dù thế nào, tấm màn sắt trên tàu ngầm Nga vẫn giống với giải pháp lồng sắt gắn trên xe tăng Nga giai đoạn hiện nay. Kiểu dáng các lồng sắt như vậy trên xe quân sự Nga là khá đa dạng nếu UAV Ukraine đánh trúng được tàu ngầm Nga, hậu quả có thể rất tai hại cho nước này. Dù sử dụng thuốc nổ ở mức vừa phải, nếu đánh trúng mục tiêu, UAV Ukraine có thể gây ra những đám cháy lớn trên tàu ngầm. Nga có thể đã rất cảnh giác sau khi Ukraine tuyên bố rằng họ đã dùng tên lửa tấn công, khiến tàu ngầm Rostov-on-Don của Nga bị hư hỏng đến mức không thể sửa chữa được nữa. Lớp giáp nói trên vẫn chưa phải là hoàn hảo trong bảo vệ tàu ngầm trước những đòn đánh kiểu đột nóc. Thực tế, có những xe tăng Nga gắn giáp lồng trên nóc vẫn bị UAV đối phương đánh trúng và phá hủy. Các điều chỉnh mới này của Nga xuất hiện vào thời điểm Ukraine gia tăng triển khai một thứ vũ khí khá lợi hại trên biển, xuồng không người lái, USV. Các xuồng này thực hiện các đòn đánh uy lực vào các tàu lớn và hiện đại của Nga. Drone biển đã trở thành một vũ khí chủ chốt của quân đội Ukraine trong bối cảnh hải quân Ukraine quá nhỏ bé và cơ bản đã bị Nga vô hiệu hóa từ trước đó. Tháng 9 năm 2023, truyền thông nhà nước Nga đưa tin, nhà máy sản xuất xe tăng oms sẽ khởi động lại việc sản xuất xe tăng chiến đấu chủ lực T-80. Các báo cáo chỉ ra khả năng chiến đấu của loại xe tăng này gây ấn tượng mạnh mẽ đối với cả những binh sĩ vận hành trên chiến trường và giới lãnh đạo của Bộ Quốc phòng Nga. T-80 cho đến nay vẫn là loại xe tăng đắt tiền nhất và có khả năng hoạt động tốt nhất trong quân đội Liên Xô. Mặc dù đắt gấp 3 lần T72, nhưng T80 vẫn được mua với số lượng rất lớn để tạo thành xương sống cho lực lượng tăng thiết giáp Liên Xô trong những năm 1980. Tuy nhiên, kể từ sau khi Liên Xô tan rã, do chi phí sản xuất và vận hành cao, Bộ Quốc phòng Nga đã phải thay thế T80 bằng T72 vì T72 được coi là tiết kiệm chi phí hơn và có triển vọng trong xuất khẩu. Quy định đó được đưa ra vào thời điểm khủng hoảng kinh tế những năm 1990 và cũng vấp phải sự phản đối từ phần lớn lãnh đạo quân đội do khả năng chiến đấu của T-80 vẫn được đánh giá là rất cao. Tuy nhiên, kết quả là T-80 đã phải dừng sản xuất vào năm 1996, trong khi phiên bản mới nhất của T-72, T-72BU được cải tiến nhiều và được đổi tên thành T-90. Vào những năm 1980, Armstrong Smart là một trong ba cơ sở sản xuất xe tăng lớn nhất của quân đội Liên Xô. Hai nhà máy còn lại là Uran và Gonzavod, nằm ở dãy núi Uran và nhà máy Malisev ở Ukraine ngày nay. Nhà máy Omstansmas sản xuất xe tăng T-54, 55 trong hầu hết thời kỳ chiến tranh lạnh cho đến cuối những năm 1970. Sau đó, nhà máy sản xuất T-54, 55 dành riêng cho mục đích xuất khẩu trước khi chuyển sang sản xuất T-80. Từ cuối những năm 1980, nhà máy Omstansmas đã có một chương trình đầy tham vọng nhằm phát triển T-80 thành xe tăng thế hệ tiếp theo. Về mặt thiết kế, ý tưởng của Omstrasmas có nét tương đồng với mẫu xe tăng T-14 hiện đang được sản xuất tại nhà máy Oran và Gonzavod, với tổ lái được thiết kế trong một khoang bọc thép và sử dụng tháp pháo không người lái. Do nền kinh tế Nga thời hậu Soviet rơi vào tình trạng suy thoái, chiếc xe tăng của Omstrasmas đã được bán cho các khách hàng nước ngoài để lấy vốn với tên gọi là Black Eagle. Tuy nhiên, dưới áp lực từ Mỹ và phương Tây, Nga đã không thể bán T-80 cho các khách hàng của mình, bao gồm Iraq, Iran, Libya và Triều Tiên. Vì vậy ý tưởng này chưa bao giờ thành hiện thực. Nhiều chuyên gia suy đoán biến thể T80 mới sẽ được đặt tên là T100, những chiếc T90 được cải tiến từ T72 nên có nhiều điểm tương đồng và thậm chí chúng còn có thời gian được sản xuất cùng nhau. Tuy nhiên phiên bản T80 mới được cho là sẽ khác hoàn toàn so với nguyên mẫu do thời gian phát triển cách nhau tương đối xa, tuy nhiên vẫn chưa rõ thiết kế của T80 sẽ được hiện đại hóa ở mức độ nào. Sự xuất hiện của một chương trình xe tăng mới sẽ làm tăng tính cạnh tranh và gây sức ép lên chương trình T14. Tuy nhiên Nhà máy Uran và Gonzavod hiện đang sở hữu onstchsmats, do đó, họ hoàn toàn độc quyền về sản xuất xe tăng cho quân đội Nga. Rất có khả năng T-80 mới sẽ là một chương trình hoàn toàn khác và không có ảnh hưởng đến quá trình phát triển T-14 Armata. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video cho biết, binh sĩ thuộc lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập cận vệ số 1 của cánh quân nam đã lần đầu thu hồi được xe chiến đấu bộ binh Marder 1A3 từ tiền tuyến trên hướng Adipka. Chiếc xe nặng hơn 30 tấn và rất khó kéo, đặc biệt là trong điều kiện đường đất. Thiết giáp vẫn trong trạng thái tương đối nguyên vẹn với đủ cơ số đạn pháo 20 mm, chỉ bị vỡ nắp che hệ thống kính ngắm và một số đồng hồ trong buồng lái. Các quân nhân Nga cho biết, xe Marder 1A3 Ukraina quá nặng và bị xa lầy mà chưa kịp tiếp cận mục tiêu, buộc tổ lái bỏ xe và rút về tuyến sau. Quá trình tịch thu được chuẩn bị cẩn thận, binh sĩ Nga phải trinh sát kỹ khu vực, huy động công binh phá mìn và củng cố nền đường, đồng thời bảo đảm bí mật Do khu vực này nằm gần tiền tuyến và vẫn xảy ra giao tranh. Cũng theo bộ quốc phòng Nga, xe chiến đấu bộ binh của Đức được kéo về hậu tuyến của Nga và sẽ được các kỹ sư quân sự nước này nghiên cứu. Đây là cách nhanh nhất giúp quân đội Nga biết về cách vận hành các mẫu xe thiết giáp của NATO cũng như ưu nhược điểm của chúng. Marder là xe chiến đấu bộ binh do Đức phát triển từ những năm 1960 và được biên chế trong quân đội Đức từ năm 1971. Xe được thiết kế với lớp vỏ bọc được làm từ thép, có khả năng chống lại các loại đạn và các mảnh đạn pháo thậm chí có thể chống đỡ trước đạn xuyên giáp 20 mm. Dòng xe chiến đấu bộ binh này được thiết kế với trọng lượng 33,5 tấn, được trang bị động cơ diesel MTU MB833 EA500, công suất 600 mã lực, cho phép xe chạy với tốc độ tối đa 65 km/h với tầm hoạt động là 500 m. Ngoài kíp chiến đấu gồm 3 người là lái xe, chỉ huy và xạ thủ, Marder có thể mang theo 6 lính bộ binh với trang bị vũ khí đầy đủ. Hỏa lực chính của Marder là pháo tự động nòng 20 mm Rheinmetall MK20. RH-202 đặt trên tháp pháo hai người có thể bắn đạn xuyên giáp và đạn nổ. Trước đó, Nga từng hạ xe tăng tốt nhất của Ukraine một cách thuận lợi bằng cách làm cho nó bất động và kéo đi trước khi Kiev tới thu hồi. Loại xe tăng này có tên là Street Van 122 là một phiên bản điều chỉnh của Thụy Điển dựa trên xe tăng Leopard 2A5 của Đức, là một trong những xe tăng tốt nhất trong cuộc xung đột ở Ukraine. Giới phân tích cho rằng Nga muốn chiếm được xe tăng Street Van 122 nếu không để nghiên cứu thì ít nhất cũng có giá trị về mặt tuyên truyền. Họ gần như đã giành được chiến lợi phẩm này cho đến khi những người điều khiển UAV của Ukraine can thiệp. Thụy Điển đã hỗ trợ Ukraine 10 xe tăng Street 122, nặng 69 tấn, với tháp pháo bọc thép dày và pháo nòng trơn cỡ 120mm. Tất cả 10 xe tăng được trang bị cho lữ đoàn cơ giới 21 của Ukraine, chịu trách nhiệm bảo vệ khu vực phía đông, quanh rừng Kremina. Trong một năm giao tranh ác liệt, đội hình Street 122 của lữ đoàn 21 nhiều lần bị tấn công, chủ yếu là do mìn, máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV các tên lửa chống tăng và Ukraine đã tổn thất ít nhất một chiếc Suryvan 122. Theo Oryx, 6 chiếc Suryvan 122 bị hư hại và lữ đoàn 21 đã tạm thời phải bỏ lại ít nhất 5 chiếc trên đường, cũng như trên các cánh đồng quanh Kremina. Đây là một cách thức tiêu chuẩn để các kỹ sư của Ukraine thu hồi các xe tăng bị hư hại và vận chuyển chúng tới Litva để sửa chữa. Các kỹ sư của Nga đã tiếp cận chiếc Suryvan 122 này trước và sử dụng hai chiếc xe kéo Brem đưa nó về phía phòng tuyến của Nga cách đó khoảng 1,6 km họ đi được nửa đường thì lữ đoàn tấn công số 3 của Ukraine, đơn vị giao tranh quanh Adipka, dường như đã điều một trong các đội UAV của mình tới hỗ trợ lữ đoàn 21, đã phát hiện ra động thái của Moscow. Sự việc này đã cho thấy kế hoạch thu hồi xe tăng của Ukraine nguy hiểm thế nào. Đó là chưa kể tới việc Kiev từng mất một chiếc Brem khi cố gắng lấy lại một chiếc Street 122 bị hư hỏng hồi tháng 12 năm 2023. Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Joseph Borrell cho biết, Liên minh châu Âu EU đã chuyển 500.000 quả đạn pháo cho Ukraine và sẽ cung cấp 1 triệu quả vào cuối năm nay. Theo báo West Observer, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Joseph Borrell viết trên blog rằng EU sẽ huấn luyện cho 60.000 binh sĩ Ukraine vào mùa hè này. Hồi tháng 3 năm 2023, EU thông báo sẽ cung cấp cho Ukraine 1 triệu quả đạn pháo trong vòng 1 năm. Tuy nhiên, tới tháng 10 cùng năm, có vẻ như khối này khó có thể đạt được mục tiêu đề ra do không thể đẩy mạnh sản xuất. Nhà lãnh đạo EU này cho biết thêm, ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu cũng đang cung cấp cho Ukraine 500.000 quả đạn pháo thông qua các hợp đồng thương mại. Ở một diễn biến khác, trong một bài phỏng vấn, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết bất kỳ hội nghị thượng đỉnh hòa bình nào với Ukraine mà vắng mặt Nga đều sẽ thất bại. Nói với hãng tin Argumenti Fakti, ông Peskov tuyên bố Nga đang theo đuổi kế hoạch quân sự đã kéo dài 2 năm tại Ukraine để bảo vệ nước này khỏi phương Tây. Ông Peskov nói liệu vấn đề Ukraine có thể giải quyết được không nếu thiếu sự tham gia của Nga. Câu trả lời rất rõ ràng, không thể. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi tổ chức một hội nghị thượng đỉnh hòa bình quốc tế và đầu năm nay, Thụy Sĩ cho biết, nước này sẽ chủ trì cuộc họp, nhưng ngày tháng cũng như các chi tiết đang được thảo luận. Tuy nhiên, bất chấp những khác biệt trong quan điểm về các cuộc hòa đàm Nga-Ukraine, đặc phái viên Trung Quốc về các vấn đề Á-Âu Lý Huy cho biết, các bên vẫn tin rằng cuộc xung đột cuối cùng sẽ được giải quyết bằng biện pháp hòa bình. Phát biểu tại cuộc họp báo sau chuyến thăm các nước Nga, Ukraine, Đức Pháp và Ba Lan mới đây, ông Lý Huy cho biết, phía Nga hoan nghênh những nỗ lực của Trung Quốc trong hoạt động ngoại giao con thoi mới nhất đến châu Âu, trong khi Ukraine xem chuyến thăm trên có ý nghĩa quan trọng. Bất chấp những khác biệt trong quan điểm về các cuộc hòa đàm, ông Lý Huy cho biết, các bên vẫn tin rằng cuộc xung đột cuối cùng sẽ được giải quyết bằng biện pháp hòa bình. Trung Quốc mong đợi một hội nghị hòa bình quốc tế được cả Nga và Ukraine công nhận và tham gia một cách bình đẳng. Cũng tại buổi họp báo, ông Lý Huy nêu rõ Trung Quốc đã đưa ra các đề xuất nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho lệnh ngừng bắn, với mục đích duy nhất là đảm bảo hội nghị hòa bình tại Thụy Sĩ trong năm nay có thể diễn ra thành công. Ông khẳng định Trung Quốc hoan nghênh mọi giải pháp giúp giảm gia tăng căng thẳng. Tháng trước, Thụy Sĩ công bố kế hoạch tổ chức một hội nghị thượng đỉnh hòa bình vào mùa hè tới, mặc dù chưa ấn định ngày cụ thể cũng như danh sách những bên tham gia. Ukraine cho biết Nga chỉ có thể được mời nếu Moscow đồng ý trước với một loạt điều kiện tiên quyết Kiev đặt ra. Tuy nhiên, Nga tuyên bố không có ý định tham gia ngay cả khi được mời chính thức. Các cuộc đàm phán hòa bình trước đây giữa Moscow và Kiev được tổ chức tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào mùa xuân năm 2022 nhưng đã đổ vỡ. Các bên đều cáo buộc bên kia đưa ra những yêu cầu không thực tế. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, phái đoàn Ukraine ban đầu đã đồng ý với một số điều khoản của Moscow nhưng sau đó đột ngột từ bỏ thỏa thuận. Ông Vladimir Tarabrin, đặc phái viên Nga tại Hà Lan, đại diện thường trực của Nga tại Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học OPCW đã cáo buộc Mỹ tiếp tục vận hành 30 phòng thí nghiệm sinh học trên lãnh thổ Ukraine. Đây được coi là một phần của chương trình sinh học quân sự bất hợp pháp. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Tarabrin nói số lượng phòng thí nghiệm của Mỹ trên lãnh thổ Ukraine đã nổi tiếng từ lâu. Trung tướng Igor Kirillov, người đứng đầu lực lượng bảo vệ hạt nhân, hóa học và sinh học của Nga trước đó cũng đã từng cho biết rằng có 30 phòng thí nghiệm sinh học như vậy tồn tại. Ông Tarabrin nói các lực lượng vũ trang của chúng tôi đã phát hiện ra các tài liệu xác nhận chương trình sinh học quân sự quy mô được Mỹ và các nước NATO triển khai trên lãnh thổ Ukraine và các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ khác. Chính phủ Kiev được cho là đã bắt đầu tiêu hủy các mầm bệnh nguy hiểm trong các phòng thí nghiệm và đình chỉ nghiên cứu vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, ngày Nga phát động kế hoạch quân sự chống lại Ukraine. Nhưng vào năm 2023, việc thực hiện các chương trình đó được tiếp tục, chỉ có tên của chúng là thay đổi. Khi được hỏi liệu số lượng phòng thí nghiệm sinh học của Mỹ ở Ukraine có còn ở mức 30 hay không, đại sứ nói, theo dữ liệu của chúng tôi là có. Phát biểu vào thời điểm tháng 5 năm 2023, tướng Kirillov cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ đang tích cực nghiên cứu những bệnh nhiễm trùng có ý nghĩa kinh tế bên ngoài lãnh thổ quốc gia của họ trong các phòng thí nghiệm sinh học nằm dọc theo biên giới của các đối thủ địa chính trị. Điều này một lần nữa khẳng định rằng Mỹ đang phát triển các thành phần vũ khí sinh học bên ngoài quyền tài phán quốc gia, bao gồm cả trên lãnh thổ Ukraine. Theo ông Kirillov, các dự án trên có mục đích đánh giá các điều kiện mà việc truyền mầm bệnh của các bệnh nhiễm trùng có ý nghĩa kinh tế có thể trở nên không thể kiểm soát được, gây thiệt hại kinh tế và tạo ra rủi ro an ninh lương thực. Vị tướng quân đội này còn khẳng định, các tài liệu thu được cũng cho thấy trong nhiều năm, Viện Nghiên cứu Quân đội Walter Reed của Bộ Quốc phòng Mỹ đã đào tạo nhân viên Ukraine theo chương trình giảm thiểu mối đe dọa sinh học. Ông nói, rõ ràng Mỹ đang đặt ra mục tiêu dài hạn để thúc đẩy các ứng dụng công nghệ sinh học quân sự nhằm vượt qua các đối thủ chiến lược trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine chưa có hồi kết, NATO đã có thể cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp ngày càng gia tăng. Các nước trong liên minh quân sự này đang tăng cường đầu tư vào quốc phòng với thái độ nghiêm túc và gấp rút hơn bao giờ hết. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từ lâu đã bày tỏ quan điểm không mấy thiện cảm với NATO, cho rằng một số thành viên của khối không đóng góp công bằng và đang lợi dụng Mỹ. Khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine bước sang năm thứ ba và NATO đã có thể cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp ngày càng gia tăng, các thành viên trong liên minh đặc biệt là các nước Baltic đang đẩy mạnh đầu tư vào quốc phòng của mình với thái độ nghiêm túc và gấp rút hơn bao giờ hết. Tại một sự kiện của Viện Hudson ở Washington DC, Mỹ hôm 25 tháng 3, vài ngày trước lễ kỷ niệm 20 năm gia nhập NATO, các ngoại trưởng của Litva, Latvia và Estonia đã giải thích mức độ nghiêm trọng của cuộc xung đột hiện tại ở Ukraine và nguy cơ Nga có thể làm điều tương tự với các thành viên NATO trong tương lai. Ngoại trưởng Estonia Margus Tesana cho biết, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc hỗ trợ Ukraine và đảm bảo nước này giành chiến thắng, đồng thời nhấn mạnh rằng NATO và phương Tây sẽ phải trả giá đắt nếu để Nga thắng ở Ukraine và mở rộng tham vọng chinh phục các nước láng giềng khác. Các chuyên gia và quan chức phương Tây từ lâu đã cho rằng nếu Nga thành công trong việc đánh bại Ukraine, tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ cảm thấy được khuyến khích tiếp tục tham vọng của mình và mục tiêu tiếp theo có thể là các nước thành viên NATO, gây ra cuộc xung đột toàn diện giữa các đối thủ có sở hữu vũ khí hạt nhân. Trong cuộc thảo luận hôm 25 tháng 3, ba bộ trưởng cũng đề cập đến sự tham gia lòng lẻo của Mỹ trong việc hỗ trợ Ukraine khi gói viện trợ mới nhất đang bị mắc kẹt trong tình trạng lấp lừng ở Quốc hội. Nhiều quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc, đang theo dõi điều gì sẽ xảy ra khi xung đột kết thúc. Ngoại trưởng Tetsana lưu ý, vì vậy, tôi nghĩ rằng Mỹ cũng phải thức tỉnh, thể hiện khả năng lãnh đạo rõ nét hơn vì châu Âu hiện đang làm nhiều hơn. Cuộc thảo luận của Ngoại trưởng các nước Baltic diễn ra sau những chỉ trích mới nhất của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào các thành viên NATO mà ông cho là đã không trả phần công bằng của họ. Tuần trước, cựu Tổng thống nói rằng nếu trở lại cầm quyền, ông sẽ giữ Mỹ ở lại NATO với điều kiện các nước châu Âu trả tiền và chơi công bằng. Theo ông Trump, Mỹ đã trả 90% chi phí của NATO, và nếu không có Mỹ, NATO thậm chí không tồn tại theo đúng nghĩa đen. NATO được hưởng lợi từ kho vũ khí hạt nhân khổng lồ của Mỹ và khoảng 100.000 binh sĩ Mỹ ở châu Âu. Liên minh đã đặt ra hướng dẫn cho mỗi đồng minh chỉ ít nhất 2% GDP cho quân đội của mình. 18 trong số 32 quốc gia thành viên dự kiến sẽ đạt được mục tiêu này trong năm nay. Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump phản nàn về sự tham gia của Mỹ vào NATO hoặc đưa ra những tuyên bố chỉ trích liên minh này. Tháng trước, ông Trump thậm chí còn phát ngôn gây sốc rằng Nga có thể làm bất cứ điều gì họ muốn đối với nước nào không trả đúng hạn các khoản đóng góp tài chính và quân sự của NATO. Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Trump thường chỉ trích NATO, làm dấy lên lo ngại rằng Mỹ sẽ rút khỏi liên minh hoặc không phản ứng trước tình huống của điều năm, khi một đồng minh bị tấn công thì phần còn lại của liên minh sẽ cùng đứng ra bảo vệ. Nhưng hiện tại, nếu ông Trump đắc cử trong năm nay, ông sẽ gặp khó khăn hơn nhiều vì Quốc hội đã thông qua dự luật vào tháng 12 năm 2023 nhằm ngăn cản một tổng thống rút khỏi NATO mà không có sự chấp thuận của Quốc hội. Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Andrzej Enzena nói với kênh truyền thông AMF24 rằng NATO được cho là đang cân nhắc việc bắn hạ tên lửa Nga nếu chúng đi quá gần biên giới của liên minh quân sự này. Ba Lan đã buộc phải điều động các máy bay chiến đấu của mình để bảo vệ không phận trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Nga nhằm vào miền Tây Ukraine. Nguyên nhân là do trong cuộc tấn công các mục tiêu Ukraine của Nga. Theo Bộ Chỉ huy tác chiến Ba Lan, một tên lửa hành trình của nước này đã bay vào không phận Ba Lan trong 3 giây, bắt đầu từ lúc 4 giờ 23 phút sáng ngày 24 tháng 3. Tên lửa Nga bay vào không phận phía trên một ngôi làng ở Lublin, vội ép Otvo. Và trong suốt thời gian tên lửa Nga đi vào không phận Ba Lan, hệ thống radar quân sự của nước này đã bám theo nhưng không hành động do tên lửa đó hướng về phía Ukraine. Sau thời điểm đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Lidislaw Kusineak Kamis cho hay, tất cả hệ thống phòng không, không quân của Ba Lan đã chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu để đối phó với mối đe dọa có thể phát sinh. Bên cạnh đó, Ba Lan cũng tuyên bố ý định tăng cường hiện diện quân sự ở phía đông, đặc biệt là ở các khu vực biên giới với Belarus, Nga, Litva và Ukraine. Bộ Quốc phòng Ba Lan thông báo đây sẽ là sự hiện diện thường trực nhằm ứng phó với các tình huống khẩn cấp ông Kusiniak đã giải thích việc Ba Lan không bắn hạ những tên lửa này. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy vật thể này đang hướng tới một mục tiêu nào đó nằm trên lãnh thổ, chúng tôi chắc chắn sẽ bắn hạ. Sau vụ việc, Bộ Ngoại giao Ba Lan đã triệu tập Đại sứ Liên bang Nga tại nước này, ông Sergei Andreev, để phản hồi vụ việc. Tuy nhiên, quan chức ngoại giao Nga đã từ chối yêu cầu. Tiếp đó, Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Andrei Szena đã đăng đàn tuyên bố, Liên bang Nga không muốn thách thức bất cứ điều gì vì người Nga biết rằng nếu tên lửa tiến sâu hơn vào lãnh thổ Ba Lan, nó sẽ bị bắn hạ. Theo ông Ezena, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cũng đang phân tích hàng loạt ý tưởng khác nhau, bao gồm cả việc bắn hạ các tên lửa Nga khi chúng ở rất gần biên giới của NATO. Tuy nhiên, ông Ezena cho rằng khả năng trên chỉ xảy ra khi có sự đồng ý của Ukraine và có tính đến những hệ lụy quốc tế bởi tên lửa của NATO có thể sẽ bắn trúng tên lửa Nga bên ngoài lãnh thổ liên minh quân sự này. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Kusineak Kamis đã tuyên bố Ba Lan sẽ bắn hạ tên lửa Nga đều có dấu hiệu cho thấy chúng đang hướng tới mục tiêu trên lãnh thổ Ba Lan. Vụ việc xảy ra không phải là lần đầu tiên tên lửa Nga bay vào không phận Ba Lan. Trước đó, tháng 12 năm 2013, tên lửa Nga đã bay qua không phận Ba Lan trong khoảng 3 phút, cũng tại khu vực Lublin, khiến hệ thống phòng thủ của nước này đặt trong tình trạng báo động cao. Tiếp đó, vào ngày 7 tháng 2 năm 2024, một tên lửa khác của Nga được cho là đã tiếp cận biên giới Ba Lan một cách nguy hiểm. Ngày 26 tháng 3, Văn phòng Tổng thống Ukraine đã thông báo hai sắc lệnh, theo đó, thư ký hội đồng an ninh của Ukraine, ông Oleksiy Danilov đã bị cách chức và người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại, ông Oleksandr Litvinenko đã được bổ nhiệm thay thế ông Danilov. Ông Oleks Ivatchenko sẽ làm giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại Ukraine. Hiện chưa rõ lý do dẫn đến quyết định thay đổi nhân sự chủ chốt nêu trên. Ông Danilov đã nắm giữ chức vụ này từ tháng 10 năm 2013, vài tháng sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky nhậm chức. Hội đồng Quốc phòng và An ninh Ukraina có vai trò điều phối về các vấn đề an ninh và quốc phòng dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng thống. Cơ quan này gồm các lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực chính trị, an ninh và quốc phòng. Trước đó, trong cuộc cải tổ quân đội lớn nhất từ khi xảy ra xung đột giữa Ukraina và Nga, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã thông báo cách chức tướng Valery Zalutnyi và bổ nhiệm tướng Oleksandr Zizky làm Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang nước này. Đầu tháng 2 năm nay, ông Zelensky đã lần đầu nói về việc thay thế Tổng tư lệnh Zalutnyi theo ông Zelensky, muốn chiến thắng thì mọi người phải cùng một hướng và đều tin chắc vào chiến thắng, không được tuyệt vọng hay bỏ cuộc và những người đó phải có năng lượng tích cực phù hợp. Ông Zelensky cho rằng đó là lý do tại sao ông nói về việc thiết lập lại, việc thay thế và không chỉ về một người nào đó mà còn về đối với cả chỉ đạo của lãnh đạo đất nước. Theo nghị sĩ Alexei Goncharenko, song song với việc sa thải ông Zaludny, Tổng thống Ukraine cũng đã có ý định sa thải tất cả các cấp phó của vị tướng này đồng thời bày tỏ gọi viễn cảnh sa thải tướng Zaluzny là một sự xấu hổ và sai lầm đối với Tổng thống Zelensky. Trong một diễn biến liên quan, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết Nga đã đề ngỏ khả năng đàm phán với Mỹ, nhưng phải là một cuộc thảo luận toàn diện về mọi vấn đề. Ông cho biết quan điểm của Điện Kremlin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xem xét toàn bộ các vấn đề ảnh hưởng tới quan hệ Nga-Mỹ hơn là từng chủ đề riêng rẽ. Trước đó, đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Anatoly Antonov cho biết ông đã nhất trí với các quan chức Mỹ về việc thiết lập các cuộc tiếp xúc về các vấn đề song phương vào tuần tới. Ông khẳng định không thể lấy một số vấn đề ra khỏi bối cảnh chung của quan hệ song phương. Hiện Mỹ cùng các nước phương Tây đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt nhằm vào các cá nhân và thực thể trong nhiều lĩnh vực của Nga sau khi Moscow tiến hành kế hoạch quân sự tại Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Hôm 24 tháng 3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng cho biết Moscow sẵn sàng đàm phán với phương Tây với điều kiện đàm phán phải trung thực và đảm bảo xem xét đầy đủ các lợi ích chính đáng của Nga. Ngày 25 tháng 3, theo thông tin từ Bộ Tài chính Mỹ, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài OFAC đã đưa 13 thực thể và hai cá nhân vào danh sách trừng phạt mới nhất nhằm vào cơ sở hạ tầng tài chính cốt lõi của Nga. Qua đó ngăn chặn Moscow sử dụng hệ thống tài chính quốc tế nằm trong số các thực thể nói trên có liên quan đến các cá nhân nằm trong danh sách trừng phạt của ofac trước đó trong số các doanh nghiệp này có atomize công ty công nghệ tài chính do tập đoàn đầu tư interos holding của tỷ phú người nga vladimir potanin kiểm soát một số công ty công nghệ tài chính khác cũng nằm trong danh sách trừng phạt của ofac như lighthouse bcrypto masterchain và web Technology. Theo lệnh trừng phạt, các thực thể và cá nhân nói trên sẽ bị cấm giao dịch bằng đồng đô la Mỹ và sử dụng hệ thống tài chính Mỹ. Mỹ cùng các nước phương Tây đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt nhằm vào các cá nhân và thực thể trong nhiều lĩnh vực của Nga sau khi Moscow tiến hành kế hoạch quân sự tại Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Mạng tin Business Insider ngày 25 tháng 3 dẫn lời Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Envira Napi Ulina cho biết việc phương Tây thắt chặt các lệnh trừng phạt đối với nước này đang ảnh hưởng đến doanh thu xuất khẩu dầu mò của Moscow. Theo một báo cáo chính thức, bà Napi Ulina tiết lộ, sau đợt sụt giảm vào đầu năm nay, xuất khẩu đã phục hồi trở lại nhờ giá dầu tăng. Giá dầu thô quốc tế đã tăng hơn 10% trong năm nay. Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt thứ cấp cản trở quá trình này. Đề cập đến các hạn chế thương mại nhằm ngăn cản các bên thứ ba ngoài Mỹ hoặc EU hợp tác kinh doanh với Nga. Nền kinh tế Nga vẫn kiên cường trong hơn 2 năm sau cuộc xung đột ở Ukraine. Điều này một phần là do Nga, các khổng lồ về năng lượng, đã duy trì xuất khẩu của mình bằng cách chuyển hướng sang các thị trường thay thế như Ấn Độ và Trung Quốc. Nhưng một số ngân hàng Trung Quốc đã tạm dừng thanh toán từ các tổ chức tài chính Nga bị phương Tây trừng phạt. Truyền thông địa phương Nga đưa tin vào tháng 2 vừa qua. Giờ đây, các ngân hàng toàn cầu khác mà Nga đang sử dụng để tránh các lệnh trừng phạt cũng đang quay lưng lại làm ăn với nước này vì sợ bị phương Tây trả đũa, tờ Wall Street Journal đưa tin vào tuần trước. Khách hàng hàng đầu của Nga là Ấn Độ hiện cũng đang gặp khó khăn theo Forbes ngày 22 tháng 3 cho biết, các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đã ngừng chấp nhận dầu thô của Nga được giao bởi các tàu chở dầu do Sovcomflot điều hành. Công ty vận tải thương mại lớn nhất của Nga đã bị Mỹ trừng phạt. Điều này có khả năng gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế Nga vì Ấn Độ là một trong những nhà nhập khẩu dầu lớn nhất về nhiên liệu hóa thạch của Moscow kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra. Hiện các công ty dầu mỏ tư nhân và nhà nước của Ấn Độ đã ngừng nhận dầu thô của Nga do các tàu chở dầu của Sovcomflot vận chuyển bao gồm cả tập đoàn dầu khí Ấn Độ, công ty lớn nhất nước này. Các công ty dầu mỏ được cho là đang kiểm tra tất cả các tàu chở dầu để đảm bảo sốc float hoặc bất kỳ tổ chức bị trừng phạt nào khác không vận hành chúng. Cuộc kiểm tra cũng đã làm gián đoạn việc vận chuyển dầu thô của Nga bằng các tàu khác, khiến các tàu này cũng buộc phải chờ vài tuần ngoài khơi bờ biển Ấn Độ mà không có mốc thời gian rõ ràng về thời điểm họ có thể giao hàng. Trong bối cảnh đó, bà Nabi Ulina đã đưa ra gợi ý về việc Nga sẽ tăng cường nỗ lực vượt qua các biện pháp trừng phạt bà nói với hãng thông tấn tát do các lệnh trừng phạt chắc chắn sẽ gặp khó khăn trong việc thực hiện thanh toán xuyên biên giới các ngân hàng và công ty nga đang tìm ra những cách mới để thanh toán với các quốc gia khác nhau và họ khá linh hoạt trong việc thay đổi các phương thức này khi khó khăn gia tăng Tòa phúc thẩm New York ngày 25 tháng 3 đồng ý cho cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump thêm 10 ngày để nộp 175 triệu đô la Mỹ bảo lãnh cho khoản tiền phạt 464 triệu đô la Mỹ đây được coi là chiến thắng trong nỗ lực xử lý loạt vấn đề pháp lý đang bùa vây của cựu Tổng thống. Ông Trump lập tức đăng trên mạng xã hội chút rằng sẽ tuân theo quyết định của tòa phúc thẩm. Cựu Tổng thống Mỹ nói, tôi rất tôn trọng quyết định của tòa phúc thẩm và sẽ nộp 175 triệu đô la Mỹ tiền mặt, trái phiếu hoặc cổ phiếu hoặc bất cứ loại hình nào cần thiết rất nhanh thôi. Tổng trưởng lý New York Letiti Azem, người khởi xướng vụ kiện dân sự khiến ông Trump bị tuyên phạt hàng trăm triệu đô la Mỹ, nói cựu tổng thống vẫn phải chịu trách nhiệm vì hành vi gian lận đáng kinh ngạc của bản thân. Reuters hôm 26 tháng 3 dẫn ít nhất 3 nguồn thạo tin cho biết một số tỷ phú Mỹ đang tìm cách gây quỹ hỗ trợ ông Trump giải quyết vấn đề tiền bảo đảm. Cụ thể, tỷ phú John Paulson chuyên về quỹ bảo hiểm rủi ro, đang tham dự nỗ lực trên của các nhà tài trợ đảng Cộng Hòa. Trung dầu khí Ha Oham cũng nằm trong số này. Tỷ phú Posen, nhà sáng lập Poulsen Co và tỷ phú Ham, nhà sáng lập tập đoàn dầu khí Continental Resources, chưa bình luận về thông tin trên. Trong khi đó, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Trump là ông Stephen Cheung cho biết không có nỗ lực phối hợp nào nhằm gây quỹ hỗ trợ cựu tổng thống trong vụ án dân sự. Ông Cheung bổ sung ông Trump thừa tiền mặt để nộp phạt 454 triệu đô la Mỹ nếu cần. Một nguồn tin khác là đồng minh của ông Trump tiết lộ ông biết được một nhà tài trợ tuần trước đề nghị góp hơn 10 triệu đô la Mỹ cho ứng viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa trước khi được báo rằng không cần thiết phải làm như thế. Trong diễn biến khác, việc Trump Media hoàn tất thương vụ sắp nhập để niêm yết đã khiến giá trị tài sản dòng của cựu tổng thống Donald Trump tăng hơn 4 tỷ đô la Mỹ chỉ sau một ngày. Theo Bloomberg Billionaire Index, với khối tài sản 6,5 tỷ đô la Mỹ, ông Trump đã lần đầu tiên lọt top 500 người giàu nhất thế giới công ty truyền thông xã hội Cham and Technology Group của ông hoàn tất quy trình sắp nhập kéo dài 29 tháng với một công ty mua lại theo mục đích đặc biệt SPAC có tên Digital World Acquisition Corp. DAWC. Việc sắp nhập hoàn tất này sẽ đưa cổ phiếu của công ty đứng sau mạng xã hội Truth Social chính thức niêm yết trên thị trường chứng khoán và số cổ phiếu trị giá hàng tỷ đô la Mỹ trên giấy giờ đây chính thức được tính vào giá trị tài sản dòng của ông Trump. Giá cổ phiếu của DVFAC đóng cửa ở mức 49,95 đô la Mỹ trên cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 25 tháng 3, tăng 185% từ đầu năm. Với mức giá này, cổ phần 58% của ông Trump trong công ty có trị giá 3,9 tỷ đô la Mỹ. Theo dự kiến, cổ phiếu này sẽ bắt đầu giao dịch từ ngày 26 tháng 3 trên sàn Nasdaq với mã DJT. Trên thực địa, quân đội Israel liên tiếp mở thêm nhiều cuộc tấn công kết hợp cả bộ binh và không quân vào nhiều khu vực khác nhau trên khắp giải Gaza, trong đó có thành phố Rafah giáp biên giới Ai Cập. Thông báo của lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết, trong những giờ qua, quân đội Israel tiến hành tổng cộng 60 cuộc không kích vào các mục tiêu ở Gaza. Phần lớn các cuộc không kích này nhằm yểm trợ lực lượng bộ binh tiến đánh các cứ điểm của Hamas, bao gồm các hầm ngầm và tòa nhà. Trong khi đó, đáng chú ý nhất là tại mặt trận phía Bắc Israel, khi quân đội nước này không kích vào mục tiêu của lực lượng Hezbollah nằm sâu trong lãnh thổ Liban, cách biên giới Israel hơn 110 km. Theo lực lượng phòng vệ Israel IDF, địa điểm bị tấn công gần thị trấn Zbou, phía đông bắc Liban, là mục tiêu nằm sâu nhất trong lãnh thổ Liban bị oanh tạc kể từ đầu đợt giao tranh qua biên giới bùng phát đầu tháng 10 năm 2023 giữa IDF và Hezbollah. Cuộc không kích nhằm đáp trả vụ tập kích tên lửa quy mô lớn của Hezbollah sang phía bắc Israel, trong đó có một đài kiểm soát không lưu của IDF ở khu vực đỉnh Meron. Các nguồn tin an ninh Israel cho biết, không quân nước này đã tấn công mục tiêu của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại tỉnh Daejeon, miền Đông Syria. Cuộc không kích được tiến hành hồi sáng sớm cùng ngày, loại khỏi vòng chiến đấu ít nhất 13 thành viên IRGC, trong đó có một chỉ huy cấp cao. Tuy nhiên, cả Syria và Iran chưa xác nhận thông tin này. Các động thái mới của Israel khiến dư luận lo ngại quân đội nước này có thể đẩy mạnh tấn công trong những ngày tới. Trong đó không loại trừ khả năng Israel mở cuộc tấn công bộ binh quy mô lớn vào Rafah như đã nhiều lần tuyên bố. Một số nguồn tin nhận định, tần suất các cuộc tấn công vào khu vực xung quanh thành phố Rafah có chiều hướng tăng lên. Theo một số chuyên gia, với việc đẩy mạnh hoạt động tại Gaza, đồng thời đơn phương rút khỏi tiến trình đàm phán Doha do Mỹ, Ai Cập và Qatar bảo trợ, Israel đang tiếp tục phớt lờ và thách thức các nỗ lực của cộng đồng quốc tế về sớm chấm dứt xung đột tại Gaza mới nhất là nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức vừa được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết sẽ không cử phái đoàn như dự kiến đến Washington sau khi Mỹ cùng ngày bỏ phiếu trắng một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về lệnh ngừng bắn ở Gaza. Văn phòng ông Netanyahu tuyên bố sau cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an rằng quyết định của Washington khi không phủ quyết nghị quyết này là một sự rút lui rõ ràng khỏi quan điểm nhất quán của Mỹ kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột. Người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby cũng gọi việc hủy chuyến thăm của phái đoàn Israel là đáng thất vọng và nói rằng Washington bối rối về điều này, nhất là khi việc bỏ phiếu trắng không thể hiện sự thay đổi trong chính sách của chúng tôi. Thủ lĩnh chính trị của Hamas, Ismail Haniyeh, vừa qua đã tới Tehran để gặp gỡ các quan chức Iran. Tờ Times of Israel đưa tin đây là chuyến thăm Iran thứ hai của ông Haniyeh kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng phát chuyến thăm trước đó diễn ra vào tháng 11 năm 2023. Chuyến thăm Iran của thủ lĩnh Hamas diễn ra đúng một ngày sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani đánh giá nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 25 tháng 3 là bước đi tích cực. Hamas cũng đánh giá cao diễn biến này nhưng nhấn mạnh cần có lệnh ngừng bắn lâu dài. Hãng tin Mer, Iran, đưa tin ông Hanieh dự kiến tham gia cuộc họp với Ngoại trưởng nước chủ nhà Hossein Amir Abdullahian. Bên cạnh đó, thủ lĩnh của lực lượng Hamas cũng có lịch trình tổ chức họp báo sau chuyến thăm. Vừa qua, cơ quan cứu trợ của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine, UNRWA cho biết, giá lương thực thực phẩm ở giải Gaza đã tăng đáng kể trong thời gian gần đây. Trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Hamas và Israel đang đẩy người dân ở giải đất ven biển địa trung hải này bên bờ vực nạn đói. Trong một thông báo, cơ quan trên ghi nhận giá cả các mặt hàng thiết yếu ở phía bắc Gaza đã tăng gấp 25 lần so với mức trước khi xảy ra cuộc xung đột. Hôm 24 tháng 3, người đứng đầu UNWA, ông Philippe Lazzarini cho biết Israel đã thông báo với Liên Hợp Quốc về việc nước này sẽ không còn chấp thuận các đoàn xe chở lương thực của UNWA tới phía bắc Gaza. Ông Lazzarini cho rằng hành động này cản trở công tác cứu trợ nhân đạo đến người dân ở Gaza, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết dỡ bỏ những hạn chế như vậy. Ngay sau đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã phản đối việc ngăn các dịch vụ quan trọng của UNWA dành cho người tị nạn Palestine trên toàn khu vực. Ông Guterres nhấn mạnh Việc chặn các đoàn xe của UNWA là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Kêu gọi Israel dỡ bỏ mọi rào cản ngăn hàng viện trợ vào Gaza và cho phép các đoàn xe của UNWA vào phía bắc Gaza, ông nhấn mạnh, điều quan trọng hiện nay là phải đảm bảo cung cấp lượng lớn hàng cứu trợ nhân đạo. Điều này đồng nghĩa rằng phải mở thêm cửa khẩu, huy động nỗ lực của tất cả các bên mà không có sự cản trở hay hạn chế nào từ phía Israel. Theo ông, UNWA đang là niềm hy vọng duy nhất cho hàng triệu người trong khu vực. Do đó, cần phải cố gắng duy trì các dịch vụ của UNWA để nuôi dưỡng niềm hy vọng này trong một động thái hỗ trợ người dân tại giải Gaza hôm 24 tháng 3, tổ chức trang lưỡi liềm đỏ Algeria đã bắt đầu chuyển 150 tấn hàng viện trợ nhân đạo tới giải Gaza, khu vực đang phải đối mặt với nạn đói nghiêm trọng. Trong tuyên bố, tổ chức trên cho biết hàng viện trợ được chuyên chở bằng 8 máy bay quân sự sẽ khởi hành từ sân bay quân sự Bofarit, cách thủ đô Algeria khoảng 30 km về phía tây nam. Dự kiến chuyến bay chở hàng viện trợ sẽ đáp tại sân bay Al-Aris ở Ai Cập trước khi được vận chuyển đến thành phố Rafah ở phía nam Gaza. Cùng ngày, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, cũng đã phối hợp với Ai Cập tăng cường nỗ lực cung cấp hàng viện trợ nhân đạo cho giải Gaza. Trong bối cảnh đang diễn ra tháng lễ Ramadan thiêng liêng của người Hồi giáo, hãng thông tấn WAM của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đưa tin quân đội nước này đã thực hiện đợt thả viện trợ thứ 13, mang theo 24 tấn thực phẩm và hàng cứu trợ xuống các khu vực khó tiếp cận ở phía bắc giải Gaza. Ngoài ra, tàu viện trợ thứ 3 của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã khởi hành đến thành phố Anaris, mang theo 4.630 tấn hàng viện trợ nhân đạo. Còn hãng thông tấn Petra của Jordani cho biết, không quân hoàng gia nước này đã tiến hành 6 đợt thả viện trợ nhân đạo xuống miền Bắc giải Gaza. Quân đội và tổ chức từ thiện HCM Jordani cũng đã gửi 25 xe viện trợ tới khu vực. Quân đội Jordani cũng liên tục nhắc lại cam kết duy trì các nỗ lực viện trợ từ sân bay Maka ở thủ đô Amman đến sân bay quốc tế En Aris ở Bắc Sinai của Ai Cập nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thả viện trợ xuống Gaza và tổ chức các đoàn xe cứu trợ bằng đường bộ. Theo báo cáo do cơ quan phân loại tình trạng an ninh lương thực tích hợp IPC công bố, nạn đói xảy ra ở phía bắc giải Gaza khiến toàn bộ người dân tại khu vực đang phải đối mặt với mức độ khủng hoảng tồi tệ về an ninh lương thực. Tờ Wall Street Journal đưa tin mẫu máy bay không người lái UAV thế hệ mới đã được Iran trưng bày tại triển lãm vũ khí quốc tế vừa diễn ra ở Doha, Qatar. UAV này được đặt tên là Gaza, thể hiện tình đoàn kết với người dân Palestine ở giải đất cùng tên Nơi chìm trong giao tranh nhiều năm qua, đặc biệt là sau khi Israel mở hoạt động tấn công vào đây hồi cuối tháng 10 năm 2023 nhằm xóa sổ nhóm vũ trang Hamas. Theo thông tin từ phía nhà sản xuất UAV Gaza còn gọi là Sahed 149, có sải cánh hơn 20m, được trang bị động cơ tuốc bin cánh quạt cùng hệ thống dẫn đường bằng định vị vệ tinh. Đây là lần đầu tiên Iran trưng bày UAV Gaza ở nước ngoài. Máy bay này có thể đạt độ cao hơn 10.000m, 10 tầm hoạt động hơn 2.000km đủ sức bay từ Iran tới Israel, quốc gia đối địch với Tehran ở khu vực. Điểm nổi bật của thiết bị này là khả năng mang theo tới 13 quả bom dẫn đường chính xác cao, nhiều gấp 3 lần so với mẫu tiền nhiệm là Sahed 129. UAV Gaza có kích thước và hình dáng chức năng tương tự dòng MQ9 Reaper của Mỹ và được cho là phiên bản sao chép bằng kỹ thuật đảo ngược của dòng UAV này. Các lực lượng ủy nhiệm trong trục kháng chiến chống Israel và phương Tây do Iran thành lập đã nhiều lần bắn hạ MQ-9 Reaper và khả năng cao đã chuyển xác chiếc UAV cho Tehran để nghiên cứu. Mark Blinley, phát ngôn viên tập đoàn vũ khí General Atomic, cho biết dòng Gaza của Iran chỉ có tải trọng vũ khí bằng 1 phần 3 sản phẩm của họ. Có rất nhiều phiên bản bắt trước, nhưng không sản phẩm nào có thể sao chép giống hoàn toàn cả, ông cho biết. Tehran, nhà cung cấp vũ khí lớn trên thế giới và đã chuyển giao nhiều khí tài cho các đồng minh và lực lượng ủy nhiệm nhiều năm qua. Sau mới chỉ được phép bán Duran vũ trang và tên lửa đạn đạo trên thị trường quốc tế từ tháng 10 năm 2023. Thời điểm các lệnh cấm kéo dài 13 năm của Liên Hợp Quốc đối với hoạt động xuất nhập khẩu các sản phẩm này của Iran hết hạn. Truyền thông Iran cuối năm ngoái công bố UAV Sahed 238, phiên bản nâng cấp sâu của dòng Sahed 136, mẫu UAV cảm tử đang được Nga sử dụng phổ biến tại chiến trường Ukraine. Tuy nhiên, Tehran chưa công bố đặc tính kỹ thuật chi tiết của Sahet 238. Song giới phân tích nhận định UAV này sẽ có tốc độ và trần bay lớn hơn so với phiên bản Sahet 136, nhờ được trang bị động cơ phản lực tối tân và mạnh mẽ hơn. Vũ khí của Iran cũng đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đối đầu gián tiếp giữa Iran và Mỹ. Trong đó có cuộc tấn công bằng UAV hồi tháng 1 ở Jordan do lực lượng dân quân Iraq được Iran hậu thuẫn tiến hành. Trước đây một tuần sau khi lực lượng Houthi được cho là cam kết không nhắm mục tiêu vào các tàu Trung Quốc và Nga, nhóm này đã tấn công trúng tàu chở dầu MV Pu của Trung Quốc bằng tên lửa đạn đạo chống hạm, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ Sencom cho biết. Theo Sencom, lực lượng Houthi đã cố tình bắn 4 tên lửa đạn đạo chống hạm đến gần tàu MV Huangpu 12 tiếng sau, tên lửa đạn đạo thứ 5 đã được bắn về phía con tàu. Các nhà phân tích nói với Breaking Defense rằng cuộc tấn công có thể là một sai lầm nhưng là bằng chứng cho thấy những sai sót nghiêm trọng trong các cuộc tấn công của Houthi ở Biển Đỏ là có thể xảy ra. Thành viên cấp cao tại Tổ chức Tư vấn CSIS của Mỹ Daniel Byman cho biết có thể Houthi đã cố tình tấn công tàu Trung Quốc, nhưng vụ việc nhiều khả năng là do lỗi tình báo từ phía Houthi đã xác định sai quyền sở hữu tàu Hoang Pu. Trước đây lực lượng này cũng đã mắc các sai lầm về nhận dạng. Trước đó, theo các nguồn thạo tin, trong cuộc đối thoại giữa các nhà ngoại giao ba bên tại Oman Tại đó, đại diện phía Houthi là ông Mohammed Abden Salam, một trong những nhân vật chính trị hàng đầu của lực lượng tại Yemen, cho biết Nga và Trung Quốc được cho là đã đạt thỏa thuận với lực lượng Houthi cho phép tàu thuyền của họ di chuyển qua biển đỏ và vịnh Aden mà không bị tấn công. Theo thỏa thuận, Nga và Trung Quốc có thể trao sự ủng hộ chính trị cho Houthi tại các tổ chức như Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ví dụ như ngăn cản các nghị quyết chống lại lực lượng này. Cùng với đó, hồi tháng 1, ông Mohammed al một quan chức cấp cao của Houthi, cũng khẳng định vùng biển xung quanh Yemen vẫn an toàn đối với những tàu không có mối liên hệ với một số quốc gia, trong đó có Israel. Ông này nhấn mạnh, đối với những quốc gia khác, bao gồm Nga và Trung Quốc, hoạt động vận chuyển trong khu vực không bị đe dọa. Chúng tôi sẵn sàng bảo đảm an toàn cho tàu của họ vì tự do hàng hải đóng vai trò quan trọng đối với chúng tôi. Thỏa thuận trên được công bố trong bối cảnh tình hình bất ổn gia tăng trên biển đỏ khi lực lượng Houthi liên tục tấn công các tàu thương mại quốc tế ở khu vực này kể từ giữa tháng 11 năm ngoái, đồng thời tuyên bố rằng các vụ tấn công này nhằm phản đối hoạt động quân sự của israel ở gaza các cuộc tấn công đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển toàn cầu buộc các công ty phải thực hiện những chuyến đi dài hơn và tốn kém hơn quanh miền nam châu phi mỹ và anh đã tấn công đáp trả nhằm vào các mục tiêu của houthi